Chào mừng bạn đến với sách nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Tôi không đồng ý, tại sao chúng ta không thể ngừng chiến đấu và làm thế nào để hoàn thành công việc tuyệt vời bất chấp sự khác biệt của chúng ta? Quyển sách này dành cho ai? TK Book xin gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt là những ai có suy nghĩ khác biệt, cá tính và thường dễ mắc phải những mâu thuẫn không đáng có. Vậy liệu xu hướng không đồng tình của mọi người có thể làm diệt trừ đi sự cộng tác và hợp tác không? Chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số, tác giả của quyển sách này, ông Michael Burzao lập luận rằng không hề như vậy. Tác giả đã đi sâu vào khoa học và xã hội học về xung đột giữa các cá nhân, sử dụng các ví dụ mà ông rút ra từ nhiều chuyên gia phong phú cũng như kinh nghiệm cá nhân của chính mình. Burzao đưa ra các bước thực tế để hiểu và giải quyết các trở ngại chính để đạt được sự đồng thuận. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo TK Book, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Michael Burzao là người sáng lập và là giám đốc điều hành lâu năm của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. Ông đã định hướng cho dự án cuối cùng của mình, MKTG, trở thành một tổ chức tiếp thị quốc tế với 32 văn phòng tại 20 quốc gia. Sau đây là bản tóm tắt sách do cộng sự TK Book thực hiện, mời bạn lắng nghe. Đầu tiên, có thể hợp tác nếu bạn xem xét động cơ của mình, hiểu rõ sự rõ ràng và thừa nhận sự thiên vị phân bổ. Hầu hết mọi người có gần 90.000 bất đồng với người khác trước tuổi 10. Bất đồng không phải là điều xấu. Tuy nhiên, cách bạn quản lý xung đột sẽ quyết định liệu kết quả có tích cực hay không. Một nghiên cứu năm 2006 về các cuộc cãi vã thời thơ ấu giữa anh chị em ruột cho thấy rằng khi cha mẹ hoặc giám đốc nghiên cứu giúp anh chị em tham gia vào việc hợp tác giải quyết vấn đề, 42% các cuộc bất đồng kết thúc bằng sự thỏa hiệp. Điều này cho thấy rằng có thể học cách không đồng ý theo những cách không dẫn đến căng thẳng âm ỉ hoặc một bên kết thúc là bên thua cuộc. Nguyên nhân gốc rễ của sự thay đổi vẫn giữ nguyên sau khi bạn đến tuổi trưởng thành. Một nguyên nhân là bạn sử dụng khuynh hướng phân bổ để xác định những người khác, chứ không phải chính bạn, là nguồn gốc của bất kỳ xung đột nhất định nào. Các nhà đàm phán thường quy bất kỳ bế tắc nào cho người kia và ghi nhận nhiều hơn cho họ vì đã đạt được thỏa thuận, à hiện tượng, được gọi là thành kiến phân bổ. Một nguyên nhân khác của những bất đồng là bạn không thể nhìn nhận quan điểm của đối phương là hợp lệ. Khi đặt mục tiêu chiến đấu tốt, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ vị trí của đối thủ và người đó hiểu bạn. Một nghiên cứu năm 1998 về đàm phán cho thấy rằng mọi người thường đánh giá quá cao sự rõ ràng của các lập luận của họ. Kết quả là mỗi người cho rằng người kia đang hành động bất bình hoặc tư lợi và do đó càng đáng trách khi giữ cho bất đồng tiếp tục. Nếu bạn dành một chút thời gian để cố gắng hiểu quan điểm của đối phương, hứa sẽ cố gắng bày tỏ suy nghĩ và động cơ của bản thân một cách chính xác nhất có thể và thừa nhận sự thiên vị phân bổ, bạn sẽ tăng khả năng đạt được sự đồng thuận. Thứ hai, tìm kiếm các thành viên trong nhóm có các giá trị đa dạng bổ sung cho nhau. Trong nghiên cứu của mình về động lực gia đình, học giả nghiên cứu Ferzanji, Tuloy đã dựa trên nguyên tắc phân kỳ của Charles Darwin để giúp giải thích cách trẻ nhỏ thích nghi như thế nào để tách mình ra khỏi các anh chị lớn hơn và nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Quá trình này tương đồng với một số điều mà Darwin đã quan sát được trên quần đảo Galapagos. Nhiều loài chim sẻ khác nhau đã tiến hóa để mỗi loại chim sẻ ăn một loại thức ăn khác nhau. Thay vì tranh giành những nguồn lực giống hệt như những người anh lớn hoặc chị gái của họ, những người em nhỏ hơn lại đi theo những nguồn lực khác nhau. Một bài học quan trọng cho cuộc đời làm việc của bạn. Hãy thử và chất lọc mọi thứ mà bạn tin là đúng hoặc muốn đúng về bản thân thành một số phẩm chất có thể nhận biết và dễ dàng truyền đạt. Nếu tất cả mọi người trong nhóm của bạn đều tìm kiếm một phần thưởng giống nhau, chẳng hạn như một chức danh công việc nhất định, thì việc cộng tác trở nên gần như không thể. Tuy nhiên, nếu bạn xây dựng một đội trong đó mỗi cá nhân theo đuổi một mục tiêu cá nhân duy nhất, nhưng công việc của họ, nói chung, hoàn thành một mục tiêu bao quát, bạn có thể cắt giảm sự cạnh tranh đối đầu. Xây dựng đội gồm những người có những điểm mạnh khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, yêu cầu người xin việc lấy từng mục trong lý lịch của họ và liên kết nó với một trong 4 hoặc 5 giá trị cá nhân mà họ lựa chọn. Bài tập này sẽ giúp làm rõ liệu một người có đang sống đúng với các giá trị đã được khẳng định của mình hay không và liệu người đó có phải là cánh chim ưng phù hợp cho văn hóa làm việc mà bạn đang xây dựng hay không. Thứ ba, thừa nhận điểm yếu của bạn và sử dụng nghi thức kiểm tra bản ngã để thúc đẩy hành vi hợp tác. Cộng tác là một từ thông dụng yêu thích của công ty, nhưng sự hợp tác thành công ở nơi làm việc là rất hiếm. Một nghiên cứu kéo dài 6 năm đã chỉ ra 2 trở ngại chính đối với sự hợp tác hiệu quả. Thứ nhất, đánh giá không chính xác về giá trị của một nỗ lực hợp tác nhất định, dẫn đến lợi tức đầu tư kém. Và thứ hai, cuộc chiến trên sân cỏ khiến các cá nhân tập trung vào vinh quang của chính họ, thay vì những gì tốt nhất cho đội. Khoảng 73% công ty cho biết các đối tác hợp tác từ chối chia sẻ thông tin quan trọng với nhau. Sự hợp tác cũng bị ảnh hưởng khi một hoặc nhiều thành viên trong nhóm phải tập trung vào các nhiệm vụ cá nhân
để lại gánh nặng của công việc cộng tác cho những người còn lại trong nhóm. Khi đối mặt với một dự án hợp tác tiềm năng, ai có thể trách người đồng nghiệp thân yêu của tôi vì đã đặt ra câu hỏi, tôi có gì trong đó? Sự hợp tác tốt hơn bắt đầu với bạn, bắt đầu bằng cách lập danh sách tất cả những điểm yếu có thể gây nguy hiểm cho nỗ lực hợp tác, cũng giống như danh sách kiểm tra phẫu thuật giúp bác sĩ và y tá tránh vô tình bỏ qua các chi tiết quan trọng trước hoặc trong khi phẫu thuật. Danh sách của bạn có thể nhắc nhở loại ứng xử bạn muốn hiển thị khi làm việc với người khác và có thể đề phòng mọi hành vi xấu. Tập trung vào 2 hoặc 3 lỗi sai hàng đầu của bạn và tích cực suy nghĩ về chúng trước khi bạn tham gia với người khác. Một nghi thức kiểm tra bản ngã cũng có thể hữu ích. Trước bất kỳ cuộc họp nào, tác giả Michael Burr giao tưởng tượng mình đang cởi bỏ một chiếc áo khoác ngoài, thứ thể hiện những xung động cạnh tranh của anh ta. Sau đó, anh ta loại bỏ một khoản đầu tư thiếu tưởng tượng, thể hiện sự tập trung vào bản thân của anh ta. Quá trình này giúp đưa anh ta vào trạng thái tinh thần hợp tác hơn. Thứ tư, hãy phát triển sự kiêu hãnh đích thực, thay vì kiêu ngạo. Trong khi lòng kiêu hãnh có thể là nguồn gốc của xung đột, các nhà khoa học tin rằng con người phát triển lòng kiêu hãnh như một sự hợp tác hơn là một đặc điểm cạnh tranh. Sự tự hào có thể khuyến khích mọi người phấn đấu vì mọi thứ, hoặc thể hiện những hành vi có lợi cho nhóm, sau đó quảng cáo những thành tích đó để nhận được sự tôn trọng. Khi người khác tôn trọng bạn, bạn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn. Có 2 con đường riêng biệt để nhận được sự tôn trọng. Có thể sử dụng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực để lừa người khác vào uy tín, sử dụng các kỹ năng và khả năng của bạn để giúp đỡ nhóm, và sau đó có được sự ủng hộ. Con đường đầu tiên chắc chắn tạo ra xung đột. Ví dụ, người sáng lập Apple, Steve Jobs, có một bộ óc thông minh, nhưng ông cũng hay thay đổi và độc tài. Sự thống trị về bản chất được liên kết với những gì được gọi là kiêu ngạo ngạo mạn, trong khi uy tín có xu hướng được liên kết với một biến thể được gọi là xác thực. Niềm tự hào dựa trên uy tín bắt nguồn từ niềm tin rằng hành động của bạn mang lại kết quả và những gì bạn làm có ý nghĩa quan trọng đối với người khác. Một học sinh trung bình chăm chỉ học tập và đạt điểm cao nhờ sự cống hiến của mình sẽ có được niềm tự hào đích thực. Ngược lại, những học sinh sáng suốt tin rằng thành tích của họ chỉ phản ánh ưu thế bẩm sinh của họ so với những người khác sẽ phát triển tính kiêu ngạo hoặc kiêu ngạo. Những người hy vọng có thể vượt lên trong các cấp bậc nên nắm lấy loại tự hào đầu tiên và xa lánh loại thứ hai. Hãy ghi chú lại bất cứ khi nào sự kiêu hãnh khiến bạn phản ứng không tốt với người khác. Tự hỏi bản thân xem người kia có làm tổn thương lòng tự trọng đích thực hay kiêu ngạo của bạn hay không, cách bạn phản ứng và cách bạn có thể hành động tốt hơn trong tương lai. Thứ năm, đề cao những hành vi có xu hướng và thân thiện. Đàn ông có khuynh hướng di truyền để phản ứng với căng thẳng bằng sự hung hăng. Gen được đề cập, SRI, chỉ xuất hiện trong nhiễm sắc thể Y. Phụ nữ, những người có 2 nhiễm sắc thể X, không thiếu bản năng chiến đấu hoặc trốn chạy. Nhưng nghiên cứu cho thấy họ thường phản ứng với các mối đe dọa bằng cách cố gắng xoa dịu căng thẳng, quá trình có xu hướng và kết thân. Theo thuật ngữ Darwin, phụ nữ tăng cơ hội sống sót của chính họ và con cái họ bằng cách hợp tác và xây dựng các mối quan hệ. Trong thế giới kinh doanh, sự thúc đẩy có xu hướng và kết bạn này dẫn đến lợi nhuận lớn hơn khi phụ nữ đảm nhiệm vai trò của mình. Phụ nữ vẫn cố gắng mặc cả, nhưng họ kiềm chế sự hung hăng trong hành động của mình bằng những hành vi có xu hướng và thân thiện. Có thể nào những phẩm chất kinh doanh được gọi là nam giới này có thể được làm mịn bằng giấy nhám mịn của xu hướng và thân thiện? Để nuôi dưỡng xu hướng thân thiện tại nơi làm việc, hãy bắt đầu với việc thay đổi các cuộc họp. Đàn ông thường nói chuyện hơn phụ nữ và giành lấy sự chú ý từ các đồng nghiệp nữ của họ. Để chống lại những vấn đề này, hãy đảm bảo các cuộc họp có sự kết hợp bình đẳng giữa nam và nữ, thiết lập các hướng dẫn phát biểu rõ ràng và bình đẳng, đồng thời gọi tên những người vi phạm các quy tắc, nhận thức và làm việc để chống lại những thành kiến giới vô thức. Các bài tập cho phép nhân viên và ban quản lý đóng vai các tình huống cho thấy các thành kiến có thể phát huy như thế nào, các biện pháp can thiệp để khắc phục vấn đề và các chương trình đào tạo lại có thể hữu ích. Một cuộc đánh giá bình đẳng hàng năm cũng có thể giúp bạn xác định công ty của bạn đang hoạt động tốt như thế nào trong việc cung cấp đối xử bình đẳng, cơ hội thăng tiến và hỗ trợ cho tất cả nhân viên. Thứ 6, hiểu sự khác biệt văn hóa trong ngôn ngữ cơ thể. Đọc ngôn ngữ cơ thể và trình bày các tín hiệu phi ngôn ngữ phù hợp của riêng bạn là điều quan trọng khi bạn đang cố gắng tìm ra điểm chung với người khác. Sự khác biệt về văn hóa hoặc nền tảng cá nhân có thể gây ra những hiểu lầm vô tình. Cách bạn định người khác sử dụng ngôn ngữ cơ thể của mình có thể khác với cách họ tiếp nhận. Mọi người thể hiện ngay cả những cảm xúc phổ biến như buồn bã hoặc tức giận theo những cách khác nhau một cách tinh tế trên toàn cầu. Khó khăn khi diễn giải ngôn ngữ cơ thể để hỗ trợ giải quyết xung đột là chúng ta có quá nhiều từ để mô tả các sắc thái và cường độ khác nhau của cảm xúc và nhiều cách phi ngôn ngữ khác nhau một cách tinh tế để thể hiện chúng. Trong một nghiên cứu năm 1972, các nhà khoa học đã chiếu những bộ phim gây khó chịu cho khán giả Mỹ và Nhật Bản. Cả hai quốc tịch đều thể hiện những cảm xúc tương tự như trong phim, cho đến khi một nhà khoa học cấp cao nhất bước vào phòng với các đối tượng thử nghiệm. Khi điều đó xảy ra, khán giả Nhật Bản bắt đầu che giấu những phản ứng xúc động của họ. Văn hóa Nhật Bản coi trọng thứ bậc xã hội hơn văn hóa Mỹ. Do đó, khán giả Nhật Bản đã điều chỉnh phản ứng của họ để phù hợp với những gì họ cho là phù hợp trước sự chứng kiến của nhà khoa học có địa vị cao. Để giúp đảm bảo rằng những người khác hiểu rõ ràng ngôn ngữ cơ thể của bạn,
hãy bắt đầu các tương tác thể hiện cảm xúc trung tính. Sau đó, dần dần điều chỉnh giai điệu cảm xúc của bạn cho đến khi cảm thấy phù hợp với khán giả và hoàn cảnh. Sử dụng các bài tập hít thở sâu để giảm mức độ căng thẳng của bạn và đảm bảo mọi bất ổn nội tâm không thể hiện ra bằng ngôn ngữ cơ thể của bạn. Thứ bảy, áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa tập thể để tương tác của bạn với những người khác. Các nền văn hóa của con người có xu hướng rơi vào một trong hai phe, chủ nghĩa tập thể hoặc chủ nghĩa cá nhân. Các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể, mà 70% thế giới thuộc về, ưu tiên các mục tiêu, chuẩn mực và nghĩa vụ của nhóm hơn các mục tiêu của cá nhân. Các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân coi trọng nguyện vọng và quyền của cá nhân hơn những quyền của nhóm, đồng thời đánh giá các mối quan hệ về việc liệu chúng có mang lại lợi ích cho cá nhân hay không. Các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân chủ yếu là phương Tây. Quyền con người, như chúng tôi những người thuộc nhóm 30% hiểu về chúng, có thể là vấn đề lớn đối với những người thuộc nhóm 70%. Phương Tây tin rằng các giá trị và hệ thống chính trị của nó là phổ quát. Tất nhiên, đây không phải là trường hợp. Ví dụ, những người biểu tình mùa xuân Ả Rập không tìm kiếm tự do hay nhân quyền như Hoa Kỳ định nghĩa các thuật ngữ này, mà là cho phiên bản tự do của riêng họ. Khi sự đa dạng gia tăng và các quốc gia không phải phương Tây phát triển mạnh mẽ hơn, thì việc hiểu rõ hơn về các lý tưởng tập thể là rất hợp lý. Có thể cho rằng, phương Tây cũng có thể hưởng lợi từ cách tiếp cận phương Đông hơn để giải quyết xung đột và hài hòa xã hội. Về mặt thực tiễn, áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa tập thể hơn có nghĩa là đánh giá cao các mối quan hệ lâu dài và bền chặt với các đối tác kinh doanh. Nó yêu cầu bạn kiềm chế cảm xúc của mình trong quá trình thực hiện các giao dịch và xem xét lợi ích chung khi bạn đàm phán. Thứ 8, nhận ra thành kiến của bạn và mối quan hệ của họ với căng thẳng leo thang. Mọi người có xu hướng tự nhiên là thích những người giống mình nhất. Sở thích này giúp giải thích định kiến về chủng tộc. Nó cũng áp dụng trong lĩnh vực ý tưởng và nhấn mạnh lý do tại sao rất khó để nhận ra thành kiến. Khi tìm kiếm sự ủng hộ cho một vị trí, bạn củng cố niềm tin mà mình đã nắm giữ trước đó và ít có khả năng coi những ý kiến đối lập là có giá trị. Các vấn đề như phân cực chính trị phát triển khi những sở thích vô thức gặp phải sự leo thang căng thẳng, xảy ra khi theo thời gian, những bất đồng nhỏ trở thành những bất đồng lớn do thành kiến. Sự khác biệt là một yếu tố dự báo cao cho việc tránh né người khác, trong khi sự giống nhau có xu hướng hình thành tình bạn. Hoàn tất các vấn đề mà sở thích và căng thẳng leo thang gây ra bằng cách thừa nhận rằng những người không đồng ý với bạn vẫn có thể cho điểm hợp lệ. Giáo sư Kazini Benzaki của UCL gọi hành động này là sự khẳng định địa vị, khẳng định rằng các đối thủ là bình đẳng và xứng đáng, đồng thời lập luận của họ là hợp lý, giúp khuếch tán xung đột theo một số cách, trong khi vẫn cho phép bạn đưa ra tuyên bố của riêng mình. Thứ 9 và cũng là ý cuối cùng, học hỏi từ những nhà đàm phán có lợi nhuận cao. Các nhà đàm phán có lợi nhuận cao có thể đưa ra rất nhiều sự khôn ngoan trong việc giải quyết xung đột. Trung úy Zach Cambergia, người đứng đầu lâu nhất trong đội đàm phán về con tin của Sở Cảnh sát New York, gợi ý rằng nên xây dựng mối quan hệ, yêu cầu người kia trao đổi những vấn đề của họ với bạn, đồng thời lắng nghe một cách chặt chẽ và không định kiến về những vấn đề đó là gì. Tham gia vào việc lắng nghe tích cực như vậy cho thấy người khác bạn hiểu họ và cho phép bạn tìm thấy điểm chung. Thái độ cá nhân có thể mở hoặc đóng các con đường dẫn đến thảo luận hoặc cởi mở với các tranh luận. Sĩ quan quân đội Anh kiêm cố vấn đặc biệt cấp cao của Bộ Nội vụ Afghanistan Alexander Cooper nhấn mạnh rằng, khi đàm phán, bạn không được vội vàng hoặc bỏ qua các sắc thái văn hóa. Ngài Gera Mirentok, cựu đại diện thường trực của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc và là Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an, lập luận ủng hộ việc xây dựng văn hóa hợp tác giải quyết vấn đề. Cựu đại sứ Vương quốc Anh Juliet Chappe khuyên nên hiểu tất cả các mặt của xung đột trước khi tiến hành hòa giải. Thực hiện theo 5 động thái đàm phán nhiều bên liên quan. Rất khó để có được nhiều bên, mỗi bên có lợi ích riêng, hỗ trợ và giúp bạn thực hiện một ý tưởng. 5 động thái này có thể giúp. 1. Xác định ai có thể từ chối đề xuất của bạn. 2. Sử dụng kỹ thuật tự làm mất lòng mình để thấy được nỗ lực theo quan điểm của những người phản đối. 3. Xác định và xếp hạng khả năng xảy ra của tất cả các rủi ro liên quan đến đề xuất của bạn và làm việc để giảm xác suất và mức độ nghiêm trọng của những rủi ro đó. 4. Tìm một bên thứ ba có ảnh hưởng để bảo vệ mục tiêu của bạn. 5. Kết thúc thỏa thuận bằng cách làm cho những người khác cảm thấy như những đối tác được đánh giá cao, có cổ phần bình đẳng trong hoạt động, đưa ra các biện pháp đối phó chu đáo cho bất kỳ mối quan tâm nào. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần ngay bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. 1. Có thể hợp tác nếu bạn xem xét động cơ của mình, hiểu rõ sự rõ ràng và thừa nhận sự thiên vị phân bổ. 2. Tìm kiếm các thành viên trong nhóm có các giá trị đa dạng bổ sung cho nhau. 3. Thừa nhận điểm yếu của bạn và sử dụng nghi thức kiểm tra bản ngã để thúc đẩy hành vi hợp tác. 4. Hãy phát triển sự kiêu hãnh đích thực, thay vì kiêu ngạo. 5. Chấp nhận những hành vi có xu hướng và thân thiện. 6. Hiểu sự khác biệt văn hóa trong ngôn ngữ cơ thể. 7. Áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa tập thể để tương tác của bạn với những người khác. 8. Nhận ra thành kiến của bạn và mối quan hệ của họ với căng thẳng leo thang. 9. Học hỏi từ những nhà đàm phán có lợi nhuận cao.
10. Thực hiện theo 5 động thái đàm phán nhiều bên liên quan. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 30.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.